có rất nhiều sự tranh cãi và rất nhiều sự bàn tán. Đánh từ tập trung đi. Ví dụ như kiểu là đánh xong rồi ra các mẹ phòng, mở cửa ra, sang chỉ thẳng mặt One Star, mày đòi ăn tao, cái đấy nó mới vào vấn đề đấy anh em. Thì nó đỉnh vậy rồi. Bóng được rồi. Cắp kìa. Đây này. Ui lắc. Ui lắc. Đây này, cắp này. Lắc hả? Ôi, gì mắc, gì mắc, gì mắc ơi, lắc sao đánh? Ba ơi, lắc lắc chung mà, đang đánh nhau không được bao nha. What the. Các bạn sẽ loát ngay đến cái việc luật đầu tiên là không được bao khi combat. Không được bao khi combat. Đúng. Và cái thứ hai nữa là cái phản ứng của các bạn khi các bạn đang win combat và phải bao lại. Thì nó cũng sẽ là một cái gì đấy là nó cũng hơi có một chút sự bất mãn. Đấy, cái thứ hai là cú bao của One Star là cú bao hoàn toàn hợp lệ khi là sự cố đến từ thiết bị. YouTube Premium chưa đến 1.000 một ngày. Anh em liệu đã biết cách mua hay chưa đây? Ok, đầu tiên anh em mở cho mình trình duyệt web hoặc ở trên điện thoại. Anh em nhập cho mình trang web sonhainguyen.com. Đây đang là đối tác hợp tác cùng với mình và anh Tùng cung cấp đến các sản phẩm về YouTube và các ứng dụng khác, có cả CapCut, Office và nhiều thứ nữa. Anh em có thể tham khảo nha. Sau khi anh em vào trang web ấn vào YouTube, các anh em ấn ngay vào nút mua ngay, nút có hình màu đỏ. Cửa sổ sẽ chuyển đến tiếp theo, anh em hãy ấn vào nút thanh toán. Sau khi anh em thanh toán thì sẽ đến phần nhập mã voucher. Anh em có thể thấy rằng lúc này vẫn đang là 365k và nếu như anh em nhập mã Tùng Họa Mi viết liền không dấu thì sẽ ngay lập tức được giảm 70k. Ở bên phía tay trái anh em nhập họ, tên, số điện thoại, email đăng ký và hoàn tất đơn hàng. Thế là xong rồi. Chúc anh em có những trải nghiệm thú vị cùng với YouTube Premium chưa đến 1.000 một ngày mà chúng tôi cung cấp nha. Đã sẵn sàng chưa ạ? Đây là số mic check mà tôi nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều sự tranh cãi đây. Có rất nhiều sự tranh cãi và rất nhiều sự bàn tán xung quanh cái số mic check giữa đội tuyển One Star và FPT Flash. Được chưa anh em? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tâm điểm mic check này. Trời ơi, cái gì vậy trời? Là sao? Cầm mẹ phải không bình tĩnh lại anh em ơi, nhiều bài học lắm. Qua phần mấy giây đầu tiên thì chúng ta thấy rằng người nhân vật chính có lẽ là bé Chọc rồi. Có lẽ là bé Chọc rồi, dạo gần đây đang có rất nhiều gọi bé Chọc là bé Cọc. Xem nào. Có cái nói với anh em này, là bây giờ trận nào cũng là trận gần như là trận cuối rồi. Bây giờ từ giờ đến lúc kể cả có thua hay có thắng đi chăng nữa nhá, duy trì cái màu sắc tích cực nha. Không có cái hướng ngược lại ở đây đâu. Nhẹ nhẹ gia tăng kém nha. Không cuối rồi, bây giờ từ giờ đến lúc kể cả có thua hay có thắng đi chăng nữa nhá, duy trì cái màu sắc tích cực nha. Tôi nghĩ rằng đây là một câu nói mà Eli phải gọi là thuộc dạng là đã trải qua bao nhiêu cái trận mạc rồi mới rút ra được cái điều như thế này. Và Eli nói như vậy là cũng đúng luôn. Eli nói vậy cũng đúng mẹ luôn, bởi vì là về sau thì Chọc trong vài giây đầu tiên chúng ta thấy rằng Chọc là cũng hơi tiêu cực. Chọc cũng hơi tiêu cực, chứ không giữ được cái màu sắc tích cực mà Eli đã nói trong vài giây đầu tiên chúng ta thấy. Thật ra thì cái thời điểm ngày xưa thì team Flash đã từng có những cái màu sắc tiêu cực. Anh em còn nhớ cái trận ở AIC 2019, chung kết AIC 2019 với Buriram. Thì có một ván là khi mà anh em kiểu cãi nhau các thứ phát nó dẫn đến trận thua ngay. Ô bán này thì chúng mày tự trách bản thân mình thôi. Tao chả không nổi. Tao không nói mày. Tao một game cũng như là đánh lại đây. 5-3-1 mà. Áp lực nhau làm gì. Sai thôi, sai trận sau. Sai rồi. Anh cầu đánh như này sao mà đánh được? Thế bây giờ như nào? Anh hỏi mày từ lúc cái trận này đúng không? Anh không nói câu gì. Nhưng mà bọn mày đánh ở trên, bọn mày có thấy mày nói không? Từ trước giờ em biết anh như nào đúng không? Mà em không nghĩ là thực sự là cái trận này không thèm nói gì luôn. Chỉ vì cái trận trước giờ em nghĩ là anh không thấy nghĩ về vấn đề trước cả. Từ giờ bây giờ anh như thế này em bất ngờ luôn. Anh em đánh trận thứ tư rồi, sắp vô địch đến nơi rồi. Thôi rồi, bỏ qua trận vừa nãy đi. Trước giờ anh đã nói với em là kiểu gì bây giờ mình thua nhưng mà mình nói nhiều là được. Bây giờ anh không nói gì làm sao mà team đánh được. Nghĩ ra em nói chuyện với nhau mà có động lực đánh. Thôi cố gắng lốt trận nữa thắng. Quy rồi. Thôi thằng đi rồi. Ok. Quy rồi.
Và sau đó thì phải, lúc đó thì tôi nghĩ rằng là anh Gấu một người khác, là một người có lẽ là lớn hơn, lớn tuổi hơn và cũng có sự trưởng thành hơn. Thế nên lúc đấy là anh em hòa giải và ngay lập tức là thắng 4-1. Đúng là một cái câu côn như thế này dành cho, à một cái lời nói này dành cho thế hệ trẻ thôi, cũng hợp lý với Eli thôi. Mạnh. Nhanh nhanh gia tình kém. Không vào ấy. Không côn lớn. Thành rồi. Đây, nhìn này. Rồi, trong hai dưới rồi, trong hai dưới này em ơi. Câu này, câu tắc, bạc qua, bạc qua, bạc qua, bạc qua. Chơi nè, chơi nè. Chơi chưa, chơi nè. Yếu rồi, yếu rồi. Chơi, tắc, chơi tắc, chơi tắc. Tắc qua này. Rất mất máu. Chơi tắc biến à. Đập nát chim. Ai giết tôi sau nữa. Chết rồi. Chết ADN nè. Chạy được, không sao, có máu nè. Cho máu tao. Chơi nó không? Đẩy mít em ơi. Trên 2 yếu, trên 2 yếu. Tự chơi nha bếp ơi. Được, chơi, lo được. Anh có quỷ rồi, đừng lo. Anh có quỷ rồi, đừng có lo. Nhẹ nhàng, một câu duy nhất. Tên lên lại em ơi. Ở đây đang chạm nha. Đừng nó chạm luôn, nó đang luôn á. Ủa đây, anh em thấy không? Check, cái check chỉ số này. Quá tâu yếu luôn. Tên lên lại em ơi. Ở đây đang chạm. AD nó đang chạm, dừng nó chạm ăn luôn nha. Đấy. Chạm nha. Đừng nó chạm luôn, nó đang luôn á. Hay, đừng lên rồi. À đúng, Stark đang nằm trên bảng điểm số và hợp lý. Mà Stark đang ở trên bảng điểm số mà. Hợp lý rồi. Cô này là hợp lý. Này xuống này. Chủ yếu kìa. Ở đây chim. Từ khó lưu lại luôn đi. Bỏ. Từ đây tôi xem lại. Chủ yếu kìa. Ở đây đang chạm nha. Đừng nó chạm luôn, nó đang luôn á. Hay, đừng lên rồi. Này xuống này. Chủ yếu kìa. Ở đây chim. Từ khó lưu lại luôn đi. Bỏ. Cuộc đời mình ra trước. Đi nè. Đánh nha, chuẩn bị đánh nha. Vẫn đánh được. Đi xuống kẹt kìa. Đây nè. Đi xuống bắt tự anh Tây rồi. Chơi. Ui, cào bắn. Kinh công. Em đẩy thằng dưới ra. Đang duyên chết luôn á. Nãy giờ được đếm chiếu nè. Thằng Vào nó cũng nửa kê. Yên công được nha. Ê, chơi quanh được không? Rồi, đây Lily thử. Ê, mình bọc quá, vẫn được á. Thì, Lily nó về anh em ơi, qua được á. Phá công đi, qua. Tìm em mất tóc. Tìm em tóc luôn rồi. Vô luôn. Vô được á. Từ từ nha, đi nó bắn được nha. À. Rồi. Cover á. Chả tóc biến à. Anh em đánh. Tá của mình à. Anh em của Flat đánh vẫn có người lui, vẫn có người tiến này. Anh em Flat này vẫn có người lui, người tiến. Một báo anh em ơi, hết tóc rồi. Vãi trưởng. Đi rồi. Thọc nó. Thế đâu di thiện, cầu di thiện. Chè chứ. Qua. Rồi chạy luôn. Đó đỡ em giao đó. Ok em ơi, anh cũng làm quả rồi. Lụm công cho anh đi, lụm công cho anh đi. Mà nói người á, ra được á. Bọc lao, bọc. Gì ấy? Ra được á. Bọc lao. Ai đây nó kèn em ơi. Đưa đi kìa. Đi luôn. Đánh đi tờ đi. Trên rồi. Trên này. Rồi. Tắt cái mìa không sao. On luôn à. Quên rồi. Còn 2 thằng à. Được. Ai tôi lính rồi đó. Mà máu đi không. Rồi. Đánh người nha. Bị vô. Tắt ra. Có tóc biến này, Có tóc biến. Ê có gì nhìn cái rí này mày coi. Ok. Nhìn này. Rồi. Mượn phết. Còn tao xinh. Hát đường này. Trên Timmy nè. Đang ôm được Lily. Trên 2 nè. Win rồi. MVP rồi. Bú. MVP rồi. Sao. Nghiêm độc cống tay quá. Sorry anh em nha. Ok. Ui, sorry anh em nha. Ok. Đánh từ tập trung đi. Thoải mái đánh lại đi. Cái trận này là trận quan trọng lắm ấy. Đừng có xuống tinh thần xong tự thua nữa. 3-4 tháng qua chạy hạt cho mấy cái trận này thôi ấy. Được rồi, bỏ qua đi. Em cứ lo mình trước thì chọc mình nhít. Cái vấn đề bây giờ chúng ta vẫn chưa biết rằng là có những cái câu nói gì nói về bé chọc. Chúng ta vẫn chưa biết được rằng là trong tình huống thi đấu này, trong ván thứ nhất vừa rồi thì có những lời tác động nào đã nói đến với bé chọc. Tôi nghĩ rằng điều đầu tiên mà chúng ta phải công nhận một điều rằng là chúng ta chưa biết bé chọc bị nói gì. Đây là một game thắng. Và sau game thắng như thế này thì nếu như nhá, người nào đó nói chọc quá nặng nề sau game thắng đầu tiên này thì người đấy cũng sai. Dĩ nhiên là phản ứng như thế này của bé chọc cũng là một phản ứng không nên xảy ra và nó có thể coi là hơi thái quá một chút, bởi vì dẫu sao cũng là một game thắng rồi.
Nếu như chúng ta xét về tình huống chọc không tập trung thì có thể là tình huống mà Liliana của Madrid lao lên combo hai chiêu để chọc gần như trắng máu đấy, cái tình huống ban nãy. Nhưng nó, tôi nghĩ rằng nó không phải là cái gì đấy quá nặng nề. Nên tôi nghĩ rằng là người nói bé chọc, người tức là người nào đấy nói bé chọc quá cũng hơi lỗi. Và bé chọc phản ứng lại nó cũng là hơi quá. Mà những người bên phải hầu hết đều là đàn anh. Gray, Eli, Be, mỗi huy hoàng thì như là kém tuổi bé chọc. Kể cả Yutan cũng có độ tuổi lớn hơn. Xem thử biết à. Có vẻ là bé chọc cũng thất vọng với chính bản thân mình và đấu Yasuo không hoàn hảo. Với nhiều những pha bắn vị trí kích trượt. Ở tình huống cuối game cũng bắn trượt Lily. Nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ rằng phản ứng này là không nên. Bởi vì dẫu sao là cũng đã win rồi. Cũng đã win rồi. Có lỗi thì vì... nhẹ nhàng với nhau và rút kinh nghiệm chứ không nên như thế này. Có thể là do áp lực sân khấu nó lớn quá, nó khiến cho trường hợp của bé chọc kiểu kỳ vọng của bản thân mình nhiều ấy. Trong thời gian vừa qua thì chọc cũng đánh tốt nên là chọc kỳ vọng bản thân mình nhiều hơn. Nên là trong bản thân chọc trong game đấu có lẽ cũng cảm thấy không tốt. Xong rồi còn bị nhắc nhở nữa thì cũng phát lên, cũng gọi là phát tiết lên. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng phản ứng này là không nên. Vì đây mới chỉ là game 1 và đặc biệt lại còn là game thắng. Nó chưa phải là trận đấu, chưa phải là game đấu mang tính quyết định. Bỏ qua anh, thoải mái đánh lại đi. Cái trận này là trận quan trọng lắm ấy, đừng có xuống tinh thần xong tự thua nữa. 3-4 tháng qua chạy hạt cho mấy cái trận này thôi ấy. Rồi bỏ qua đi, em cứ lo mình trước đi. Chọc mình như tí vô tự gầm lại, đang hơi ấy một xíu ấy. Nó đang yên tâm nó. Một trận nó sẽ lại bình thường lại. Thành cho em xin lỗi nha, mọi nha. À, xin lỗi anh Thành, xin lỗi mọi người. Đó, làm sao đánh đi, đánh đi. Tối qua mệt quá. Thôi sao đâu. Rồi, tập trung đánh đi. Tập trung với anh em vẫn tin tưởng em, được rồi. Bây giờ em có lo cho bản thân em được, muốn mà anh lo được. À, bây giờ cứ đánh thôi, mày cứ là mày thôi, mày cứ đánh bình thường thôi, nói chuyện bình thường thôi. Rồi, cứ tập trung cho bản thân em là được, còn anh lo được. Ok, được rồi. Mình đang dẫn trước mà. Được rồi, ấm lòng rồi anh em ơi, không dung dài chứ. Các bạn ạ, các bạn thân mến, dung gì? Thực ra thì tôi thấy rằng là với gọi là với số mic check lần này tôi có một ấn tượng lớn với Huy Hoàng các bạn ạ. Tôi có một ấn tượng rất là lớn với Huy Hoàng các bạn ạ. Cảm giác những cái câu của Huy Hoàng nói nó thực sự đúng ấy. Nó thực sự đúng và nó thực sự là kiểu có một cái độ tĩnh ấy, cái độ bình tĩnh ở trong cái phần mà Huy Hoàng chia sẻ với team. Tức là Huy Hoàng là người trẻ nhất trong đội hình 2K6. Nhưng mà cái cảm giác mà Huy Hoàng toát ra ấy, tôi thấy rằng là có một cái độ tĩnh, có độ một cái độ điềm tĩnh và có một cái sự trưởng thành. Có một cái sự trưởng thành. Là cái thoải mái đánh lại đi. Cái trận này là trận quan trọng lắm ấy. Đây, trận này trận quan trọng. Đừng có xuống tinh thần xong tự thua nữa. Cái vấn đề xuống tinh thần xong tự thua này là nó đến với Flash trong hàng 3 trận đấu trước đấy rồi. 3 trận đấu trước đấy rồi, chứ không phải là không. 3-4 tháng qua chạy hạt cho mấy cái trận này thôi. 3-4 tháng qua, đây cái câu này tôi tự thua nữa. 3-4 tháng. Đây, cái câu này tôi tâm đắc nhất này. Là 3-4 tháng qua chai hạt chỉ cho cái trận đấu này thôi đấy. Tức là cái trong cách nói của Huy Hoàng ấy, trong cách nói của Huy Hoàng nó không bị áp lực đè nặng vào việc là phải vào sân khấu. Huy Hoàng chỉ nhấn mạnh rằng đây là một trận đấu quan trọng. Và cái độ bình tĩnh của Huy Hoàng là khá tốt. Cái độ chững chạc cũng là khá tốt. Cái kiểu cảm giác của Huy Hoàng nói với team như thế này giống Eli. Nó giống Eli. Eli cũng hay có những cái lời như thế này. Tôi nghĩ rằng là kể cả cái thời mà Flash đánh năm 2019 ý, thì Eli cũng hay có những cái lúc mà cô anh em bình tĩnh kiểu như thế này. Tức là thời đấy chắc Bách là một tính cách mạnh này, Proe này, Xuân Bách, rồi thì là ADC. Đó ba người kiểu cảm giác rất là tính cách mạnh và đôi khi là mất bình tĩnh. Đấy, thế nên là trong cái khoảng thời điểm đó thì Eli ấy thường lại là người hay côn anh em bình tĩnh lại và có những cái câu côn mà tôi nghĩ rằng là nó cũng giống như kiểu Huy Hoàng ở thời điểm này. Cho mấy cái trận này thôi. Rồi bỏ qua đi, em cứ lo mình trước đi. Chọc mình như tí vô tự gầm lại. Đang hơi ấy một xíu ấy. Nó đang yên tâm nó. Một trận nó sẽ lại bình thường lại. Thành cho em xin lỗi nha. Rồi nha.
hợp lý rồi, xin lỗi, hợp lý rồi. Nói chung là Flash năm nay thì ít nhất tôi nghĩ rằng là sẽ học được một cái bài học rất là lớn. Năm nay tôi nghĩ rằng là sẽ học được một cái bài học rất là lớn. Đấy là về cái độ gọi là cái tôi cá nhân. Làm thế nào để hạ cái tôi cá nhân, làm thế vì đồng đội. Vì đồng đội tốt nhất. Sao đánh đi, đánh đi. Tối okay. Qua mệt quá. Đấy, sao đâu? Rồi, tập trung đánh đi. Tập trung với anh bạn. Em vẫn tin tưởng em được rồi. Bây giờ em có lo cho bản thân em được, bố mày lo được. À, bây giờ cứ đánh thôi. Mày cứ là mày thôi, mày cứ đánh bình thường thôi, nói chuyện bình thường thôi. Bình tĩnh chững chạc kiểu gì mày tao. Bất tất tuổi tác nhỉ. Ôi thật sự luôn bạn Hùng Nguyễn ạ. Tôi nói thật với bạn luôn là kể cả trong côn team. Cái quan trọng là chúng ta nhìn thấy rằng họ kém tuổi nhau, nhưng cái vấn đề là họ nói chuyện với nhau, họ sức mày tao là chuyện rất bình thường mà. Ví dụ như tôi gọi anh Tùng là Tùng Mõm chẳng hạn, tôi Huy vẫn hay gọi là Tùng Mõm chẳng hạn chứ không gọi là anh Tùng. Đúng không ạ? Bây giờ người ta đã gọi với nhau như thế rồi, nó là chuyện hết sức bình thường. Người ta quen với nhau như thế rồi, nó là chuyện hết sức bình thường. Có gì đâu ạ. Ngày xưa tôi còn nhớ không nhầm là có một thời là có rất nhiều khán giả phản ứng với một cái câu của một đội tuyển, của đội tuyển nào đấy. Tôi nhớ không nhầm là cái gì mà chỉ có nói là nó. Tôi nhớ không nhầm là có một cái số mic check nào đấy mà một tuyển thủ trẻ hơn gọi một tuyển thủ lớn hơn ở phía bên kia là nó. Xong em tranh cãi vãi trưởng. Anh em kiểu tranh cãi, anh em kiểu gọi là đẩy cao trào lên vãi trưởng. Những cái vấn đề nó hết sức là bình thường. Vấn đề hết sức là bình thường đó. Đó là bởi vì trong game thì đối thủ là đối thủ. Và chúng ta vẫn quen với thói quen chơi game là gọi bên kia là địch, bên kia là nó. Bên kia là nó. Chứ còn quan tâm gì lúc đấy, còn nghĩ nhiều đến cái việc là ai chơi con nào bên kia nữa. Đúng không? Nên tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này hết sức bình thường ạ. Thực sự cái này hết sức bình thường luôn. Xuống lên. Xuống lên. Đấy anh em. Đấy. Đấy cái trên lẹ cái rồi xuống dưới này nó muốn ôn dưới á. Ê một người không biết chàng cậu. Anh. Ok. Hai dưới rồi. Anh hỏi ê. Số đâu 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 đâu, nó không có đồ chạy đâu. Ôi lỗi anh em ơi, không thấy luôn á. Đang ép chứ mà. Đang có red. Lỗi. Có tóc rồi. Pha này và anh em có bảo là đây pha này này. Anh hỏi ê. Số đâu 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 đâu, nó không có đồ chạy. Đây này ê, được nó không có đường chạy đâu. Bây giờ chẳng lẽ bảo ê được anh Han không có đường chạy đâu. Bây giờ các bạn chơi game, các bạn đối thủ là đối thủ. Bây giờ các bạn chơi game các bạn còn quan tâm là ừ đấy ông ở bên kia là ông ai chơi con này nữa. Bây giờ các bạn lại chẳng lẽ như thế các bạn còn ý kiến là ừ pha câu này là kiểu ừ nó không chạy được đâu là ui anh Han không chạy được đâu à. Nghe mệt mỏi thực sự luôn ấy. Lúc vào chơi game rồi lúc đấy chỉ có ta và đối thủ. Thế còn lúc đấy vào chơi game rồi làm gì còn anh em nữa. Lúc đấy chỉ có danh từ chung là nó địch hết. Đấy đâu. Ôi lỗi anh em ơi, không thấy luôn á. Nó ép chứ mà. Đang có red. Lỗi. Có tóc rồi. À nửa cây đâu, nửa cây. Có tóc này. Sao sao sao. Sao sao này, đang sao này. Đó. Này con em bắt tóc hả? Ê chơi luôn á. Chết ba rồi. Cố lên. Ôi. Quyên cho lốt nè. Biểu sống nha. Ờ quyên rồi, quyên rồi. Đáng béo ơi. Hey, béo ơi. Tao quá quỷ rồi mà em. Quá quỷ rồi. Đang nhìn con red. Sorry, anh không nhìn dưới luôn á. Quá quỷ. Mày tắc lần trận này như là trận này anh nghĩ là kiểu nó tác động trận đấu mạnh ấy, nên là trận đấu nào mình cũng sẽ ôn in tướng nhá. Làm lại nha, bỏ hết nha ôn in tướng rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, giữ lại đấy nhá. Được ra này, ra nha. Đừng đam phúc báo này, đừng đam tắc ra rồi, ra đây 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 đây. Có anh bị này, bắn tiếp. Bắn này. Bắn đi mày, bắn này. Bắn nửa tắc, yếu hết rồi. Kia. Bắn cơ. Bắn cửa đấy đi. Sau đây anh em bỏ đi nhanh á. Bỏ em đại dương. Em hết chiêu rồi, Trời, cô bỏ, cô bỏ, bụi này. Công kìa, rui trên này thôi. Cô bỏ này. Đánh mạnh mới đấy, anh em ơi, rui trên này thôi. Ê, nó ra. Gọi hùng cà lo này. Ê, lên không, còn lính không, còn lính không. Còn, lên. Vô chế luôn. Nè. Về nha. Ăn luôn. Ê, đây dưới đây nè. Hai tay kẹt. Đây, đây lên. Dưới hai tay luôn á. Cậu chọc. Nãy dưới không ạ. Cái pha này chọc đúng chắc công kiểu xử lý. Bỏ lại cả một mình xử lý rồi đấy. Cái đại nào được á. Một mình xử lý rồi đấy. Anh em kêu về chọc một mình xử lý luôn nè.
Anh kéo chúng em khóc luôn á. Cháu không nói, cháu không nói, cháu sẽ ở lại luôn. Cháu ở lại chơi mẹ luôn. Chứ chơi bình thường anh không còn đẩy kéo không? Đây em. À. Ê chơi được, chơi được đó. Chơi được, chơi được. Cút giải nè. Chơi đúng không? Xài nha, xài nha. Ơ được. Lùi lại đây đấy. Chơi. Hỏi tí đâu. Ờ hồi luôn rồi. Nhanh chưa? Được, clip được. Xa. Ờ đừng nói sâu trong trụ quá. Đừng đấy ở ngoài. Chưa có kìa. Ok. Phan này Huy Hoàng bội. Bỏ đi. Công nhận được, đánh đây. Kịp mà. Anh người trước là quên á. Có gì anh ra đếm cho. Ờ anh ra trước cho. Rồi nha anh em. Còn con xe nha. Có khánh tẩy rồi. Còn xe rồi á. Con xe này. Chê. Đâu bây giờ nha. Này không khánh tẩy. Nhảy. Nhà đây. Đang bắn. Đây bắn em ơi. Bắn. Nhà. Hay. Rồi. Pha thu luôn à. Pha này hoàng sai rồi. Đánh tiếp, đánh sâu quá. Chúng lại nhá, đánh gần luôn nha anh em ơi. Sao có phải bỏ đi. Ê dưới cao y chân có chủ á. Ok. Ở bên cầu nha, bên cầu nha. Ok. Vừa lên cung xích em ơi. Mình lên cung xích dưới biển. Để đứng hai cánh, Anh em chiếm cái cổng rồi, ít ghi cho anh rồi. Tội anh, đây. Tao. Hai thằng luôn á. Đơn tao. Đốc trên rồi, hai đánh hai chứ. Từ gấp. Chém lên đi. Bỏ. Bố lên trên nha. Từ. Rồi có bên trái nè. Đây cũng là một cái câu mà anh em gọi là spam. Anh em spam tôi rồi, anh em spam phở lát. Có những ông cứ vào ông nhắn tin riêng cho fanpage của tôi cứ đòi ăn tao cay không. Tôi thật với các bạn là một câu, nó là một cái câu quá bình thường. Khi các bạn chơi game luôn đấy. Không có một cái vấn đề gì luôn, tôi thật với các bạn. Tại sao đòi ăn tao lại là một cái vấn đề ạ? Không hiểu. thật sự tôi không hiểu khi các bạn chơi game tôi đã nói rồi mà, chỉ có địch và ta, còn cái vấn đề gì nữa mà vẫn phải ý kiến. Đây là một cái câu gáy hết sức bình thường khi các bạn đang chơi game, các bạn cũng sẽ như thế này. Thậm chí là có những đứa trẻ trâu sẽ chat ôn luôn là đòi ăn tao. Sẽ có những đứa trẻ trâu chat ôn đòi ăn tao, cái vấn đề nó là như thế. Nhưng bây giờ cái vấn đề là Be đang nói ở trong game, chứ không phải là nói trước mặt của One Star. Ví dụ như kiểu là đánh xong rồi ra các mẹ phòng, mở cửa ra, sang chỉ thẳng mặt One Star, mày đòi ăn tao, cái đấy là một vấn đề anh em. Bây giờ đang ở trong game nó là một cái câu quá bình thường khi các bạn chơi game. Còn chỗ vấn đề gì nữa? Ok. Bên cáo nha. Ok. Cứ xích em ơi. Cái quá bình thường khi các bạn chơi game. Anh em chiếm cái cổng rồi, ít ghi cho anh rồi. Tội anh, đây. Hai thằng luôn á. Đốc trên rồi, hai đánh hai chứ. Từ đó. Chém lính đi em. Bỏ. Bố lên trên nha. Từ. Chơi mê nè, chơi mê nè. Tao đi bất cái này mai, bất tái. Bây giờ tao với mày hay là nó trong cái việc côn mic check nó là quá bình thường, thực sự là như vậy. Nó là quá bình thường. Từ tí. Trời đúng rồi, đánh anh em ơi. Từ nha. Bỏ kinh công đi. Kem farm lại phép. Nó kinh công rồi á, nó đem bây giờ. Lên luôn tắt đi. Có đánh không? Có kinh tay không? Có. Qua. Đi à. Qua. Đâu có men, đây ông men đây à. Chết đâu men luôn. Đây gọi đó, chứ gọi đó. Giúp vô luôn. Ê ao hết chiêu rồi, Đang tanh được, đang tanh được. Còn tờ cái. Chú cái hết chiêu mà. Đang tanh được nha. Vừa đánh vừa lưu nha. Đây đánh được, chập hết kìa. Đã được á, chập bắn được kìa. Đây có tàn hình chập á. Thấy chập á. Anh âm đam hết rồi. Coi nè. Hay. Bỏ âm đam nhiều lắm rồi. Ôi chọc đúng vậy, chọc bây giờ đúng chỉ. Ta ghét chú carry đó tí nhỉ. Đây ông bên đây rồi anh em ơi. Phải tiếp tục qua đây. Qua đây này, qua đây này. Không cần nữa. Gốc rồi. Gốc này cứ táp vào nhả nha, táp đi nhả. Nghe bảo này con Juka bự này nè, gốc. Từ đó. Ai nó bắn tia kìa, Bảo ơi, ông bên xích rồi. Ông bên này quạt em nha. Ok. Tiếp tục vào đây. Đây nè. Đang nào? Bảo sao xích. Bảo sao xích. Ông bên điếu. Juka chết. Win rồi. Anh em mình càng hơn đây cho xong rồi. Ngon em ơi. Đánh thẳng một dịp khó. Ông men xích biển hả? Không anh ơi. Ông men nó kéo quạt à. Dì không hiểu bắn cái chết luôn. Tướng mình ở cánh rất mạnh nha. Chơi mít nha. Cánh á. Game này từ từ xử lý thôi nha. Rồi. Chơi cho tao. Đánh nhiều nha. À này xung rồi thấy không? Từ từ lấy lại. Biết hiểu. Ờ có thằng quay trong này nè. Ê chơi cái mít được không? Ê mắc tóc. Ê chán đẹp này. Ê em xuống bắn tay kìa. Em xuống bắn tay rồi. Kéo ai
đang chơi nó lại qua bọc lại bọc lại bọc lại xin chưa được không chơi 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 tí mới đổ máu nha mày còn chị chết rồi để chân nó để chân nó không có máu kìa chết rồi chết 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 kìa anh sập nha em đâu em đâu em đâu tóc chơi được không lỗ bố mắt đam mỏng lắm mấy gấu chơi được đó chơi được đó em có sách từ từ đợi em tí anh con câu anh con câu câu luôn dọc á bình tĩnh đợi em ấy kia đang xuống nha chỗ được á ba lướt rồi nè này tao ơi ấy kia xuống nha nó bỏ lên đam có đam anh em ơi từ thôi thế cho một người lấy mấy một người táp nè táp luôn táp luôn táp luôn tao nhìn lỗ bố cho tao nhìn lỗ bố cho tao táp luôn táp luôn táp luôn được á táp luôn đi có gì cứ táp đi tao ke mấy này cho đánh dưới nhiều nha đánh lẹ từ từ vô bộ ghê đó ok 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 xin người tách á xin người tách á quên chơi luôn ấy tắt ok ok được 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 từ từ anh em từ từ ok ok em đo bắn một vít rồi nha làm xong bình tĩnh bỏ luôn nha bỏ công luôn nha chơi lừa bố này làm em tay được chết mina chết rồi chậu luôn rồi hai ủa thua đây luôn à không mà mình ăn công lâu quá mình phải dồn luôn á mang đó bắt được tự nhiên được cái gì ngon rồi ờ mà đẩy dưới nó không ai đẩy á em nhìn cái câu em nhìn lưỡng bố rồi em nhìn tắc rồi em nhìn lưỡng bố rồi tôi tắc á nhìn cái này cho mẹ lưỡng bố rồi táp luôn được á táp luôn đi có gì cứ táp đi tao ke mấy này cho đây cho một người lấy mấy một người táp nè táp luôn tao nhìn lưỡng bố cho táp luôn được mất nhìn giữ cho ta nhìn giữ cho ta táp luôn đi có gì cứ táp đi tao ke mấy này cho lính dưới nhiều nha nhưng mà pha này chỉ có be phát hiện lính dưới nhiều thôi nhưng mà chắc là cũng không ai nghĩ rằng là lữ bố đi bách đó cũng phải thông cảm là pha này nhìn nó kiểu dạng là nhìn lữ bố vào xê ra anh em phải thông cảm là pha này theo ý tưởng là kiểu nhìn lữ bố vào con xê ra chứ không phải là nhìn lữ bố ở trên bản đồ chứ không phải là như thế tôi nghĩ là như thế thôi pha này nhìn là ý là kiểu nhìn one star kê one star ra hang xê ra này phần này backdoor là ý tưởng của stack hay mà thằng Sinetra đang lấy stack á stack thì win chơi luôn ấy tắt ấy trên win luôn ở từ ai từ từ vô bộ ghê tắt ok thằng Sinetra lấy stack ấy trên win luôn đấy stack ở ha ấy trên có khi là cái câu này mới là stack thay đổi ý kiến này stack đang định bọc đầu này pha này tôi nghĩ có khi stack đang định bọc đầu mà đi bảo là thôi đẩy luôn win luôn này chơi luôn ấy Tao bài học setup xe ra này, đánh như game đầu á cái game đầu á mình tính ra xe ra nó vẫn là một cái gì đang đi ăn luôn kìa đang qua rồi nhấp nhả nha chơi người á nha đánh người không được coi rồi từ đi mày từ nha quýnh rồi đừng hí theo quá nha anh em ăn công rồi công rồi câu xin yếu hết rồi nè ăn được không anh em hãy dùng đi để rất cản đó dùng đi em ơi yếu hết rồi không kê được đâu ok ăn luôn được rồi luôn lấy mai biết luôn mai lấy có phụ chú cái này giữ định mít ở đây chú đây phụ chú giữ định mít lại này vứt vừa luôn đánh người này quyết tâm vô đầu quân nha ok lấy mới đây trước kịp qua này anh em người này mà ngày xưa One Star hay có cái trò đẩy lính đều rất kinh luôn anh em cái thời mà One Star đánh ở CSA bạo chúa mà có được CSA bạo chúa hoặc là kiểu trong thế ba đường mà lật lại con CSA bạo chúa ấy, anh em còn nhớ cái 2021, 2022 ấy, cái thời mà One Star điều lính cực kỳ đỉnh ấy. Anh em thấy quả này kinh nghiệm vãi nồi, quả này kinh nghiệm vãi trưởng à. Tôi cứ tưởng quả này côn win luôn là phải đẩy thẳng một đường. Không, vẫn giữ lại để cho một tên lính to hơn. Đỉnh vãi nồi. Ok. Lấy mới đây, mới đây. Đây anh em thấy không? Pha này để lại một turn này với lại một turn này đi cùng nhau ạ. Ui, cái thời ngày nó làm tôi nhớ đến One Star cái thời ngày xưa, cái thời mà tôi với Tùng Võng cực kỳ gọi là thán phục cái cách điều lính của One Star luôn đấy. Cái thời Vegaming thật sự ngày xưa phải gọi là thán phục cái cách điều lính của Vegaming, cái thời đỉnh cao của họ là 2022-2021. Ui. Nói chung là cái thời 5H. Để mẹ lại lính luôn làm cho quả hai tơn vào đấy. Qua nè. Hay thế. Anh người đâu quên. Tôi luôn mất tóc. Nó rồi online nó giỏi mình kìa. Sợ đâu. Không ôn được đâu. Đếm dư. 10 giây có giải nha.
đứng sau hết đi, đứng sau để đồ chơi cái nó này. Cố tình để cho mình mất đồ chơi á. Ngồi đứng rồi. Anh em thấy không, mày lính quan xa lên này, lính quan xa lên này, đó là hai tên liền liên tiếp. Hay thế. Thì nó đỉnh vậy rồi. Móc được rồi. Cắp kìa. Đây nè. Ui lắc. Ui lắc. Đây này, cắp này. Lắc hả? Ôi, cái gì mắc, cái gì mắc, mắc ơi, lắc sao đánh. Ơ, ơ, ba ơi. Lắc lắc chung mà. Đang đánh nhau được bao nha. What the. Ai bị lắc pha vừa rồi không? Lắc chung hết luôn á. Lắc chung, lắc chung. Lắc chung. Combat win mà, đang combat win mà. Và đang combat rồi nha. Đang combat, đang nhảy vô nhau tụi những bao. Lui, 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 lui. Gần không? Ờ, được, được, được. Ai bị lắc. Lắc hả? Ôi, cái gì mắc, cái gì mắc, mắc ơi, lắc sao đánh. Ơ, ơ, ba ơi. Lắc lắc chung mà, đang đánh nhau được bao nha. What the. Một tình huống phải nói là tranh cãi. Mà với góc nhìn của tôi sẽ có một vài điều chia sẻ như sau này. Điều thứ nhất là trước giờ ấy thì cái luật chung về mặt power game ấy, luật chung ở riêng tình huống power thôi nhá, luật chung cho tình huống power thôi nhá, là không được power khi combat. Cái này chúng tôi vẫn gọi là bình luận và nói trên sóng rất nhiều rồi. Là không được power trên combat, trong combat. Đấy, không được power trong combat. Thế nên là ở trong tình huống này cái phản ứng đầu tiên của Gray với lại Be có lẽ là phản ứng theo kiểu dạng là tức là chưa hiểu rõ vấn đề là gì. Chưa hiểu rõ vấn đề là gì đối phương đã power mà đang giao tranh. Thì đúng. Thì đúng là cái phản ứng đầu tiên, kể cả khán giả xem live cũng vậy thôi, là đang combat thì không được power. Đúng không anh em? Tất cả những bạn nào đang xem, những bạn nào đã xem giải lâu rồi, tôi khẳng định với anh em luôn là các bạn đều biết rằng đang combat không được power. Đúng không? Thì trong pha thi đấu này về mặt bản năng, về mặt bản năng khi đang combat đẹp như vậy, khi đang đánh nhau như vậy thì đúng là cái phản ứng của FPT Flash là phản ứng có thể hiểu được. Tức là họ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng power cho một cái giao tranh thì đó là một cái điều nó gọi là không giống với thường lệ. Đấy anh em, nó power trong giao tranh thì nó là điều không giống thường lệ. Đấy, còn luật thì cũng rất là rõ ràng rồi là không được power trong tình huống giao tranh, trừ khi là có vấn đề nghiêm trọng về mặt sự cố. Đấy, thiết bị các thứ. Thì đấy là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai nữa là phản ứng của Be và phản ứng của Gray, tôi nghĩ rằng là một phản ứng nó cũng gọi là tương đối quá. Thì nó liên quan đến vấn đề là giao tranh đang có lợi cho Flash. Cái đấy điều phải công nhận. Cái đấy là điều phải công nhận là giao tranh đang có lợi cho Flash. Khi mà pha băng vào của Be và pha vòng vào của Gray, lấy được giao hộ mệnh của Si này, lấy được băng xương của Marit này, và lấy được cả giao hộ mệnh của Marit này, gần như lấy được cả giao mệnh của Marit rồi, thì đó là một tình huống giao tranh đang có lợi cho Flash và có thể sẽ là một tình huống thắng luôn. Thế nên cái phản ứng mà đang kiểu thắng, đang thắng thế như thế mà kiểu phản ứng mạnh như vậy cũng là điều mà tôi nghĩ rằng là hiểu được. Tuy nhiên thì nó là một phản ứng cũng chắc chắn là gây tranh cãi rồi, một phản ứng chắc chắn gây tranh cãi, đặc biệt là khi FPT Flash thua. Đấy, đó là về mặt của Flash nhá, đó là về mặt của Flash. Còn về mặt của OneStar, còn về mặt của OneStar thì tình huống power game của OneStar là không sai. Khi đó là một tình huống lag và chỉ cần một giây lag ở trong giao tranh tổng thôi, nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều về mặt dùng chiêu, về mặt mua bán đồ. Đấy. Thế nên là OneStar cũng không sai trong tình huống power game đó. Được chưa? Bởi vì đó là một tình huống sự cố thật. Và OneStar cũng không phạm luật vì đó là một tình huống sự cố thật. Chứ còn nếu như không có sự cố nhá mà OneStar power như vậy thì nó là sai. Nhưng đó là bởi vì có tình huống sự cố thật. Thế nên là OneStar phải bao lại để khắc phục sự cố. Được chưa? Và đó là một pha bao hoàn toàn hợp lệ đến từ đội tuyển OneStar. Và với việc chúng ta đã xem trận đấu và với việc là chúng ta đã xem tình hình pha thi đấu đó, chúng ta cũng hiểu được rằng là phản ứng của đội đang có thế thắng. Phản ứng của đội đang có thế thắng là phản ứng cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi, khi mà ngay lập tức bao game trong tình huống giao tranh như vậy. Nhưng mà sau tình huống bao như thế này, khi mọi thứ đã được xác định rồi, thì rõ ràng là chúng ta đều biết được rằng lý do tại sao mà OneStar bao, lý do tại sao mà phải rollback, đó là sự cố về thiết bị. Thì tôi nghĩ rằng là một phần cái phản ứng đến từ Be và một phần phản ứng đến từ vị trí của Gray, nó là cũng có một phần, để nói là thái quá thì cũng hơi thái quá một chút. Hơi thái quá một chút, bởi vì nên nhớ rằng thì vẫn đang là một trận đấu có ghi mic check. Đấy, là một trận đấu có ghi mic check.
nhưng chúng ta cũng hoàn toàn có thể thông cảm được, bởi vì đó là một thời điểm mà FPT Flash đang thắng, đang thắng giao tranh. Và lại bao giữa giao tranh thì nó vẫn đang là gọi là sai về luật, sai về luật về cơ bản thôi nhá. Còn lại khi mà mọi thứ đã được hiểu rồi, mọi thứ đã được bàn bạc kỹ lưỡng rồi thì lúc đấy thì chắc Flash không thể nào phản ứng được gì nữa rồi, kể cả có ấm ức như thế nào nữa thì không thể nào phản ứng được nữa rồi. Nên tôi nghĩ rằng là tình huống này thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được cho phản ứng của Gray và Bear. Nhưng chúng ta vẫn phải khẳng định rằng là cú tau của One Star là đúng, đúng luật. Đúng luật, bởi vì lag thì không làm gì được. Ai bị lag? Lag thì không xử lý được. Pha vừa rồi. Lag trúng hết luôn á. Lag trúng. Cứ bắt win mà. Gọi cả AOG là mày đã đóng học phí cho thầy Nam 10.000 đồng. Cảm ơn em. Người ta đang phân tích cứ cắn cắn bảo bênh mặt cười. Combat nó NT win mà. Chứ có đau đâu. Mà win ai mà. Bảo quả combat đấy không post thì một S ăn mặt cười. Đấy, cái phản ứng của Bear với phản ứng Gray là phản ứng tôi dễ hiểu thôi, khi mà tôi với anh em là chắc chắn rồi, những anh em nào xem giải nhiều anh em đều biết rằng là đang combat không được tau. Cái điều đấy mà anh em đã biết từ năm 2019 hay 2020, anh em đã biết điều đấy rồi, combat là không được tau. Thế nên phản ứng của FPT Flash nó đến từ việc là thứ nhất đang combat lại tau, cái thứ hai là đang combat win, cái vấn đề là đang combat win nữa cơ, đang combat win thì nó lại sinh ra là nó lại còn càng có một cái gì đấy, nó đang kiểu bạn đang thắng đúng không, xong bạn bị bao lại, bạn đã thắng xong bạn bị bao lại thì dĩ nhiên cái phản ứng bản năng của bạn là phải, bạn phải bảo vệ cái việc bạn đã thắng đúng không, cái bản năng của anh em là anh em sẽ phải bảo vệ cái việc anh em đang thắng. Còn cái phản ứng của Bear với phản ứng của Gray nó là một phản ứng, nó cũng sẽ hơi có một chút gì đấy là hơi quá, nó có một chút gì đấy hơi quá ở trong tình huống đấy, bởi vì là nó mang tính bản năng nhiều hơn. Bởi vì anh em đang win combat mà, anh em đang win combat, bây giờ Paul đánh lại thì anh em tiếc chứ đúng không? Paul đánh lại là anh em tiếc. Thế nên anh em đang bảo vệ cái gọi là thế trận đấy. Nó mang tính hơi bản năng một chút. Tức là cái xét về độ gọi là chuyên nghiệp hoàn toàn ấy thì nó chưa ở mức gọi là mắc pinh về độ chuyên nghiệp. Nhưng mà xét về gọi là cảm tính thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn hiểu được với phản ứng này. Tuy nhiên thì đây cũng là một tình huống thi đấu, một tình huống mid-check phải nói rằng là cực kỳ gây tranh cãi. Vì trước, từ trước đến giờ ấy, thì hầu hết là Garena sẽ không cho những cái cảnh như thế này xuất hiện trong mid-check. Đúng không anh em? Không cho những cái cảnh này xuất hiện trên mid-check. Nhưng mà đây cũng là tình huống rất là nhạy cảm. Sẽ có nhiều ý kiến trái chiều được nói ở trong tình huống này. Nhưng với quan điểm của tôi là như vậy. Các bạn có cắn tôi, các bạn có táp tôi như thế nào chăng nữa tôi không quan tâm. Cái vấn đề là quan điểm của tôi rất rõ ràng về tình huống này là phản ứng để bảo vệ cho cái combat win. Và trước mắt là khi các bạn đang đánh, các bạn sẽ loát ngay đến cái việc luật đầu tiên là không được bao khi combat. Đúng. Và cái thứ hai nữa là cái phản ứng của các bạn khi các bạn đang win combat và phải bao lại thì nó cũng sẽ là một cái gì đấy là nó cũng hơi có một chút sự bất mãn. Đấy, cái thứ hai là cú bao của One Star là cú bao hoàn toàn hợp lệ khi là sự cố đến từ thiết bị. Thế nên phải bao lại. Nó hoàn toàn hợp lệ. Nó hoàn toàn hợp lệ đến từ đội tuyển One Star, và sau tình huống hợp lệ đó thì mọi thứ đúng là được roll back lại. Và FPT Flash phải chấp nhận điều đó. Đúng không? Thế nên đấy, anh em nào anti vô não không có não, anh em cứ vào anh em comment liên tục cho tôi, cứ vào comment liên tục chỉ trích tôi liên tục vào, cứ cắt clip nhiều vào, cứ đăng lên bảo là chớp chúa bênh đi đấy, các bạn anti các bạn cứ cắt clip các bạn bảo chớp chúa bênh đi. Pha này tôi thực sự là tôi hoàn toàn đã phân tích với tất cả góc nhìn của tôi, đấy là quan điểm của tôi, chứ chẳng có cái gì là bênh ở đây cả, Còn lại thì thực sự luôn, chỉ có những bọn anti vô não, kiểu những thằng bọn trẻ trâu dành thời gian ngồi vô não vào táp thôi, thì nó gọi là cố gắng táp để tôi gọi là phản ứng lại cái comment đấy, xong rồi chúng ta sẽ cắt clip để nó đăng lên. Thì đăng lên đi, cắt clip đi. Đó. Đấy. Thì tên combat đang nhảy vô nhau từ những bao. Lùi. Ngon không? Ờ được. Đánh đi. Ok. Hay không chịu? Là đánh người trước anh ơi, đánh người trước. Cắt dưới này. Sau lưng Đây nè, sụp cút. Cút nào, tâm băng này. Sụp cút trước. Ê, chậm băng được. Ê, chơi được. Tâm này. Anh hết đó. Tên kia này. Học đôi một không? Đây luôn không? Đây luôn. Chết mũ gát là lên được ấy. Ờ, chết mũ gát rồi. Không kịp lên liền. Tụi lên đơn. Ép luôn. Chơi luôn. Chí kìa. Rồi mất. Về đây. Cút nha. Đang về.
cho anh cáp á, đừng đi, đừng đi nữa. Ok ok, cút gồng này. Ai cũng tay này, anh tay này. Cho nè. Tụi lên nè. Đi lính nhà nha. Lên dây, từ từ. Đếp rồi, đếp rồi. Ê, đừng có lính rồi, nhảy cáp ơi. Anh ngồi nè. Măng này. À, phi tiêu nè. Ơi, cáp này, đi, cáp này. Ê, thằng gấu rồi. Gấu đường cáp nè. Cáp trước, cáp ơi, cáp ơi, cáp ơi. Cáp chết rồi, cáp chết rồi. Ê, muốn đập nhà nó. Nhảy cáp ơi, nhảy cáp ơi. Rồi, qua nè, qua nè. Đập Zuka, đập Zuka trước, đập Zuka trước. Không vô được nhà đâu. Đập Zuka, đập Zuka, đập Zuka. Em chơi, em chơi. Chơi rồi. Win. Anh em vẫn thấy là vẫn thấy là One Star vẫn có cách cách. Đây này. One Star vẫn có cái cách chơi phòng ngự nhá. Ê đừng có lính rồi nhảy cáp ơi. Ngồi này. Mang này. À thằng băng bão phi tiêu. Phi tiêu nào? Ơi cáp này đi cáp này. Ê thằng gấu rồi. Gấu được cáp này. Đây đây đây, từ One Star có cái pha côn là dí được cafe đi là xong ấy. Rồi mất. Giờ đây. Bốn nhá. Anh về. Cho anh cáp á, đừng đi. Đây này. Đừng đến nữa. Quay quay cút gồng này. Ai cũng tay này, tay này. Dấu tên đã đóng học phí cho thầy Nam 9.999 đồng. Cảm ơn anh em nhá. Test thôi làm gì căng. Ok nha, cảm ơn người anh em dấu tên nhá. Rồi. Được chưa? Pha này thì chúng ta vẫn thấy rằng One Star khác hơn một chút so với lại TDT là họ vẫn có ý tưởng phòng ngự khá tốt pha này này. Cho nè. Tụi lên nè. Tụi này bóc mặt xương rồi, tụi này bóc mặt xương rồi. Đây lính nhà nhá. Lên dây, từ từ. Đếp rồi, đếp rồi. Ê đừng có lính rồi, nhảy cáp ơi. Ngồi này. Măng này. À, phi tiêu nào. Ơi cáp này, đếp cáp này. Ê thằng gấu rồi. Gấu đường cáp này. Cáp trước. Cáp ơi. Cáp chết rồi. Ê muốn đập nhảy nó. Nhảy cáp ơi. Butterby quả này đánh bình tĩnh nhở. Butterby quả này xử lý bình tĩnh nhở. Côn team xử lý kỹ năng quả này Butterby bình tĩnh vết đấy chứ. Măng này. À, phi tiêu nào. Anh em nhìn cái cách mà Butterby nó không cho lính vào nhà ấy. Nó hay ở chỗ như thế này này. Ok ok nào. Ê thằng gấu rồi. Gấu đường cáp này. Cáp trước. Ví dụ như pha này. Cáp ơi. Ví dụ như pha này Butterby. À phi tiêu nào. Ơi cáp này đi. Ok ok nào. Ê thằng gấu rồi. Gấu đường cáp này. Cáp trước. Cáp ơi. Cáp chết rồi. Đây này, pha này Butterby nó có thể ảo hành trảm ở đây luôn này. Nó có thể ảo hành trảm ở đây luôn này nhưng mà nó giật về để nó chặn lính không cho vào nhà luôn. Ê muốn đập nhà nó. Đấy. Về ảo hành trảm thì không cho lính vào nhà luôn. Ai cái mà nhảy cái. Quả này Butterby nó có xử lý tích mày. Qua đập Zuka trước. Không vô được nhà đâu. Nói gì nói bớt có một vài con tường đánh không gọi là quá kinh như kiểu con floor nhưng mà riêng về cái độ tĩnh với lại cái khả năng gọi nhìn nhận trận đấu, nhìn nhận một tình huống thì bớt nó vẫn là tốt. Đập Zuka. Từ lớn là dữ lắm. Đập chơi. Xử lý con này vẫn tốt. Lên. Đi cái. Thế và đấy nếu như mà Butterby nó ảo hình trả bé chọc xong để hai con lính nhỏ vào nhà thì chưa chắc win, chưa chắc quan sát đã thủ được pha này này. Bớt con này nó quay lại nó ảo hình trả hai con lính nhỏ này. Cáp ơi. Ê muốn đập nhà nó. Đập Zuka trước. Xong rồi được nhà chứ. Đập Zuka. Từ lớn là dữ lắm. Đập chơi. Win. Đi cái. Bọc đồng không? Đây, vô này, vô này. Vô này. Cho kết mở cái đi. Tiền có cầu nha. Có đồ thủ không em ơi? Có. Pha này thấy do chọc nháy táp đồ nên bị Enzo kéo về á. Thế á? Có. Đánh lùi nhanh em. Đây đã hết chiêu kìa. Lính cầu lắm, lính cầu lắm, tiếp được á. Đồ hồi máu ấy. Bình tĩnh nha. Ờ. Ê, một đám băng tóc kìa. Có bảo cái này mà. Hấn điều, gọi cả AOG là mày đã đóng học phí cho thầy Nam 8.668 đồng. Ở nhà kìa. Hasurama nhà kìa. Vừa ngờ u vừa không hiểu tiếng Việt, dình mãi mới được hôm táp mòn răng. Cảm ơn em nhé, hấn điều nhá. Nhà này. Đã được. Lính cho vô. Nghe được á. Thôi. Lác chung không cho Pau ngu vờ cờ, vậy do mày không hiểu luật, thiếu hiểu biết. Mẹ Pau, bây giờ tôi la vào tôi cầm máy Madrid không cho Madrid Pau à? Phớt Pau bình thường. Chết hết, con đồ. Chết hết. Cuối cùng vẫn xử lý, tổ trọng tài vẫn xử lý. Tôi nói thật với các bạn nha, nếu như tình huống đấy Pau mà không đúng luật nhá, xử thua luôn. Đừng nói, Pau không đúng luật xử thua luôn. Vấn đề là đang combat thì phản ứng bản năng đầu tiên là đang combat thì luật đầu tiên nhá là không được pau khi combat. Đấy là luật rồi. Không được pau khi combat. Đấy, trừ khi là chịu sự cố. Tam đi. Nên là cái phản ứng của Be với phản ứng của Gray tôi tin chắc rằng đó là một phản ứng theo kiểu bản năng. Ê. Má. Ê con em vô móc một, em vô móc một. Kể nó đang có gấp. Ê con em thì lắm. Yêu tiền móc lát rồi. Chạy đến ngồi chơi đồ trước. Em vô kìa, em vô kìa. Để nha. Anh đang trống không? Ê chết tụi này, chết tụi này. Pha này mà FPT Flash vẫn ăn xin hoa bỏ chúa thì sao? Câu đường này, câu đường này, câu đường này.
Flash giữ mạng, tao phải giữ mạng, nghe thấy em phải giữ mạng. Chết Yuka, chết Yuka. Thôi 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 thôi. Pha này Flash đang cô đang ra này. Ê con Angel móc một, Angel móc một. Cứ đam đi, kệ nó đang có góc. Anh em đang côn nhau là ăn xe ra bọn chú, anh em quay sang đánh người. Kệ nó đang có góc. Anh thấy gì lắm. Chuyển sang quay sang đánh người luôn. Đánh người xong luôn. Ngồi trên đầu trước. Đen vô kìa, đen vô kìa. Thế nhá. Anh đang trong không? Hai ông lao đầu mẹ rồi. Hai ông lao đầu mẹ luôn cái đóng băng của Madrid này. Ê chết tụi này, chết tụi này. Huy Hoàng lao đầu vào stack, Huy Hoàng lao đầu vào stack, đang đi luôn. Cậu đường này, cậu đường này, cậu đường này. Tự thua thực sự. Giữ mạng, tao phải giữ mạng là ăn nhanh em phải giữ mạng. Chết Yuka, chết Yuka. Xử lý mấy tình huống then chốt. Tay 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 tay. Lùi luôn, lùi luôn, lùi luôn. Thua vãi trưởng. Thôi vậy em thật đấy. Cao chân, cao chân. Ê một người về nhà được. Cáp kìa. Cáp nè, cáp chân nè. Cáp chân được chim. Ê phải. Cấp cấp cấp. Đây. Công nhận thằng Bớt nó vẫn bình tĩnh lắm. Thằng Bớt nó vẫn bình tĩnh với cái pha chết lính liếc. Ê phải cấp cấp. Bớt nó vẫn bình tĩnh. Đây bóng đây. Chạy vào bóng đi. Chiến thuật. Thôi map. Đó là tình huống vẫn bình tĩnh. Lính đồ đao anh em ơi, đập nhà anh em ơi. Ok ok. Để tôi chuyển nó tăng lính đó nha. Về kê thằng ấy á. Tính ba đường ra rồi. Anh thôi tăng á. Nó không có mình Timmy à. Lên trước là Timmy trước ơi. Ê đập nhà. Ok ok vô vô. Đi luôn nhà nha Huy. Nhà đi nhà đi nhà luôn nhà luôn nhà luôn. Bắt chặt đó. Ui hồi. Thôi thôi không được không. Thôi nó chưa con nào ra đâu, nhà anh em. Ai. Ai. Cày thế nhờ. Từ từ đi. Cứ từ từ. Ê giỏi không, giỏi không? Giỏi thôi. 10 giây. Lính hãy té đây, lính đập nó chết á. Đánh gạt té mà, chó gạt té được. Quả này stack hồi máu kinh quá. Như vậy. Bắt lỗi cái gì vậy? Từ từ anh em ơi. Đừng qua, đợi nó qua trước chứ đang. Quả đây đợi nó qua trước á. Mình đang ăn công mình cho nó ăn. Ai kêu lên dí thì dí luôn đấy. Đang quýnh điêu thuyền kìa. Trời ơi, cái gì vậy trời? Là sao? Sẽ có ván 7 à? Chưa số 3 thôi biến. Xong anh bẻ thêm ngón nữa lên số 4. Tầm này phải còn bình tĩnh lại anh em ơi, nhiều bài học lắm. Nhiều bài học lắm. Thôi bình tĩnh ấy, bản thân chọc cũng hơi 3 tháng tập luyện ở nhà vô cái trận này cho anh nha tắc. Sao giống Huy Hoàng thế? Sao lại giống Huy Hoàng thế? Sao giống Huy Hoàng thế nhở? Sao giống Huy Hoàng vậy? Gặp người yêu thì chẳng ai nào tắt. Bảo ban nhau bình tĩnh nhá. Lên tinh thần. Thắng cùng thắng, thua cùng thua. Biết nào? Đó vẫn nhìn được á. Nó mất bom à? Hết ghi kìa. Ê, hai người nhà bắt được không? Cái ông kêu bình tĩnh lại là cái ông mất bình tĩnh nhất ở chọc cũng hay mất bình tĩnh thật. Chọc kiểu cố gắng không nói, tôi nghĩ rằng một phần để tập trung kỹ năng, một phần là giữ bình tĩnh đấy. Chọc nói nhiều quá chọc không bình tĩnh được. Nói chung là nhìn về tính cách thi đấu của mấy chọc nó giống tôi ngày xưa. Không, thực ra tôi không thi đấu nhưng mà riêng về cái khoản kiểu tôi đã cũng từng trải qua những trận đấu kiểu đánh giải, kiểu giải nhỏ ấy, giải phù hợp với lại tầm trình của mình ấy, thì ngày xưa tôi cũng hay vậy. Ngày xưa thua một ván tôi cũng hay cọc như thế lắm. Xong rồi tôi cũng hay cô đang nghe mà thôi bình tĩnh lại các thứ. Bây giờ thì khác rồi, bây giờ tôi đánh thua thôi đấy gì. Nói chung là bài học cho giới trẻ thôi, bài học cho giới trẻ thôi, nhất là về mặt cảm xúc. Không phải tự dưng là những tuyển thủ, những đội tuyển vô địch, không phải tuyển những môn thể thao có những vận động viên đơn vận động viên ấy, thì họ hoặc là những đội tuyển vô địch, những đội tuyển hàng đầu mà đông vận động viên thì họ đều có một cái bản lĩnh thi đấu rất là tốt, họ đều có một bản lĩnh kiểu rất là bình tĩnh, một sự bình tĩnh. Được chưa? Đây đâu đi. Vừa chết rồi. Dành mắt đi, Ok. Lấy xe xa thằng ơi, Mau. Kiểm đây được anh em. Ok. Làm nhanh đi được á. Ui. Dưới. Đép về anh em ơi. Thắng chân luôn cũng được. Giúp tôi được. Dành mắt đi, sợ. Tưởng chơi chứ. Chị lỗ á, đang dưới được mít lời rồi. Tìm luôn đi. Hôm nay cứ dắt lính là win á, không nói nhiều. Để em có xuyên em bắn được hết á. Quên luôn á. Anh nhà.
Anh người đầu quên anh em ơi. Tôi dừng bấm 2 rồi, dừng bấm 2. Anh em bắt tóc rồi. Tất rồi, tất rồi. Mày bấm 2, bấm 2, bấm 2. Mày lên kìa, giữ cái lưng kìa. Ok, ok, ok. Câu được, câu được. Tôi lên thằng này. Nó không win được, nó không win được. Ba đường á. Ba đường rồi. Rồi. Rồi anh em ơi. Giờ phải làm liều luôn. Quyết là quyết trong. Cứu cầu. Cứu cầu nha. Gà mít đánh, gà mít đánh. Go, go, go. Vừa chết nha, vừa chết nha. Đây, đây, đây. Có giáp sinh không? Có giáp sinh, có giáp sinh. Ở đây mang máu chưa? Từ từ tới đi ơi, rồi 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 rồi. Bắt bên lô, nó bắt kia đây rồi. Cục chú đường chim. Thằng hay tem mất giáp sinh nha. Nó vừa hồi giáp sinh luôn kìa. Bên nào, bên nào, bên nào, bên nào. Đang lên, đang lên. Chim hồi giáp sinh không? Lên chỗ, lên chỗ, 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 chỗ. Chim cứ hồi chỗ. Ủa, Gina Yan chim ơi. Ok, 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 ok. Tôi thêm mất tóc rồi nha. Anh đủ dây này, đủ dây này. Anh ngồi, 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 đi người đi. Đánh tụi luôn nè. Tụi chết rồi. Anh đuổi dây này, anh đuổi dây này. Chỗ anh em ơi, chỗ luôn, chỗ luôn, chỗ luôn, chỗ luôn. Chỗ anh em. Chỗ. Hey. Tập. Em. Ai đấy. Vô vô đứng. Vô 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 vô. À, xì nó lành. 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 Cái gì làm với quả này đỉnh nhỉ? Bình tĩnh nhỉ? Bộ biến kìa. Có giáp sinh không? Có giáp sinh, có giáp sinh. Ở đây bắn máu chưa? Từ từ tới đi ơi, rồi rồi. Công nhận là Si đánh giờ có khi thuộc dạng gánh. Si nó bình tĩnh quá, bản lĩnh quá đánh như thế này, bản lĩnh thật. Thế này chọc thua Si về mặt bản lĩnh nhiều. Nói chung là kỹ năng thì cũng có thể là tốt, nhưng mà riêng về mặt bản lĩnh thì Si... Nó bắt kê đây rồi. Cục chú đường chim. Phoenix cũng là một dạng xạ thủ bắn tốt. Tự nhiên thì Phoenix đôi khi là không phải là không bản lĩnh, mà Phoenix đôi khi là bị tâm lý khi mà trong thi đấu trong một đội hình toàn sao ấy. Thi đấu trong một đội hình toàn sao thì Phoenix đôi khi sẽ bị tâm lý, nhất là khi mà kiểu khoa mà kiểu sấy một tí là Phoenix có khi tâm lý. Nhưng với C thì khác, C đánh tốt quá. Thằng hay tem mất giáp học sinh nha. Nó vừa hồi giáp học sinh luôn kìa. Bên nào, bên nào, bên nào, bên nào. Đang lên, đang lên. Chim hồi giáp học sinh không? Lên, 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 chỗ, 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 chỗ. Ủa, Yan chim ơi. Ok, 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 ok. Tôi lên mất tóc rồi nha. Anh đuổi dây này, đuổi dây này. Anh ngồi, 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 đi. Dây anh mất máu nè. Đứng rồi đi. Đánh tụi lo nè. Tụi chết rồi. Anh đuổi dây này, anh đuổi dây này. Chỗ anh em ơi, chỗ luôn, chỗ luôn, chỗ luôn, chỗ luôn. Chỗ anh em. Rồi. Chỗ. Win. Hey. Win. Win. One star win. Xem lại mới thấy là One Star là cái thắng lớn nhất là cái thắng bản lĩnh thật. Phải công nhận một điều rằng là cái thắng lớn nhất của One Star là cái thắng bản lĩnh ở trong cái trận này. Thế mới nói là cái ngày mà hôm tôi nhận định, cái ngày mà hôm tôi nhận định trận đấu này, tôi nhận định trận đấu này là tôi đem ra một cái thông số so sánh giữa One Star và Flash. Đó là thông số về việc là cách tâm lý thi đấu và bản lĩnh thi đấu trong một trận BO7. Tâm lý thi đấu và bản lĩnh thi đấu trong một trận BO7. Hôm nhận định tôi đã so sánh rồi là cái điều này là cái điều đánh giá rất cao One Star. Mặc dù FPT Flash về mặt bể tướng ok, về mặt bể tướng ok này, về lịch sử đấu ok này. Đấy. Nhưng riêng về mặt bản lĩnh giấu và tên, giấu tên đã đóng học phí cho thầy Nam 10.000 đồng. Vẫn có gì để thua Lu ớt là Cody Sports khi combat nha. Chu Chan FL versus TDT. Rõ ràng là trong tình huống này thì trong cả một trận đấu này mình vẫn thấy rằng One Star bản lĩnh cao thật. Máu trong mồ hôi con tan, con thêm tan đó. Ê, thằng này. Thằng này này. Đấy, bọc qua. Cái mít này. Đây. Nhà chứ. Ván cuối này cảm giác FPT Flash không còn liên kết với nhau về mặt công team. Cản được, cản. Ôm lấn được. Đeo về hồi máu. Cản được mấy ghi nữa. Ok. Ghi mất cầu, ghi mất cầu. 5 giây nhé, 5 giây anh em ơi. Còn gì nữa rồi. Anh lỗi. Anh lỗi quá. Thua nhiều về bản lĩnh, thực sự thua nhiều về bản lĩnh. Nha. Thua nhiều về bản lĩnh đấy, phải công nhận một điều là Flash thua nhiều về bản lĩnh. Còn One Star họ thắng lớn nhất ở cái bản lĩnh đấy, bản lĩnh thi đấu. Thật sự. Nói chung là một mid check nhiều tranh cãi. Tuy nhiên thì về góc nhìn của tôi cũng đã chia sẻ như vậy rồi. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là trong số mid check lần này thì cái người dễ bị tâm lý nhất, dễ bị nổi nóng nhất thì là Trọng. Hấn Điều, gọi cả AOG là mày đã đóng học phí cho thầy Nam 8.000 đồng.
Nếu mà nói về ban pick thì thầy nghĩ có phương án nào tốt hơn ở ván 7 không? Nếu mà nói về ban pick có phương án tốt hơn ở ván 7 á? Ván 7 xem lại tướng rồi đã. Đây, ván 7 xem lại tướng thì con Jena pick cuối này. Con Jena pick cuối của Flat này là một con Jena nó thua kèo Q. Nó thua kèo Q. Nó đã thua kèo Q rồi còn bị Han lên ganh nữa không đỡ được. Nhưng con Jena tôi đã hơi nghi ngờ, trận này đánh Jena hơi nghi ngờ một chút. Nhưng mà nó là con tướng thuận tay, tôi nghĩ là thế. Tôi nghĩ là thế. Cái thứ hai nữa là bên phía của FPT Flat chọn bên đỏ. Đúng nhỉ, Flat thua ván 6 chọn bên đỏ chứ không phải chọn bên xanh. Thực ra nếu như chọn bên xanh thì Flat có thể tranh con kia ra trước, tranh con kia ra trước. Và tranh con kia ra trước thả Rui cho đối phương được, hoặc là cấm Rui chủ động. Tuy nhiên thì Flat quyết định là chọn bên đỏ đánh counter ban pick thay vì là đánh chủ động, bởi vì là nếu như cướp được con kia ra này thì Ray đánh con kia ra cũng hay. Ray đánh con kia ra cũng hay mà Stark đánh tốt nhất con kia ra ở trong trận đấu này rồi. Hai ván thắng với Kira của Stark. Thì nhìn chung là nó cũng là, tôi nghĩ rằng là bên đỏ thì nó cũng chỉ là một cái lý do rất là nhỏ thôi. Con Jena cũng là chỉ một lý do rất là nhỏ thôi. Ban pick nó cũng không phải là thua. Cái quan trọng nhất là trong cái ván đấu cuối cùng này, khi mà Flat bị dồn vào thế, gọi là bị đang có dấu hiệu bị lội ngược dòng ấy, thì Flat mất dần đi cái sự bình tĩnh. Flat mất dần đi sự bình tĩnh. Xong Flat mất dần đi cái gọi là cái sự liên kết với nhau. Đánh bắt đầu có nhiều sự hoảng loạn hơn. Và quan trọng nhất là bản lĩnh của OneStar vẫn hơn rất nhiều. Phải công nhận là xem mic check chúng ta mới thấy rằng là cái bản lĩnh của OneStar hơn rất nhiều. Nó đánh ở trong thế 3-1 quá bình tĩnh. Đánh trong thế ở 3-1 quá bình tĩnh đến từ OneStar, vẫn có thể quay trở lại được. Trong thế khó vẫn chọn được những cách phòng ngự hay, vẫn chọn được những pha xử lý tốt. Như kiểu là pha backdoor mà Marit Cole cho Stark này, như kiểu pha thủ nhà của Burdaby với con Murat này, xong rồi Si băng lên với Bão Phi Tiêu này. Nó đều là Si đánh con Hayate, Bão Phi Tiêu thắng Cap, Si đánh Bão Phi Tiêu, Hayate thắng Violet, hai kèo cửa trên nhá. Con Hayate kèo cửa dưới với Violet với Cap mà, nhưng mà đều là những con Bão Phi Tiêu hủy diệt đi chọc. Thế nên phải nói rằng là cái bản lĩnh cuối cùng của Barca nó vẫn là cái thứ mạnh nhất giúp cho Barca chiến thắng ấy. Họ bình tĩnh hơn, họ bản lĩnh hơn. Họ quen hơn với những cái thời khắc như thế này rồi. Họ đã từng vô địch thế giới. Họ đã từng đánh 6 trận chung kết với Sài Gòn Phantom. Họ quá hiểu BO7 rồi. Họ quá hiểu BO7 rồi. Thế nên là bình tĩnh. Còn đối với Flat thì có đúng là quá nhiều bài học. Thực ra trận này tôi nghĩ rằng con Toro không sợ con 2T lắm. Bởi vì dẫu sao cũng có con Violet. Con Violet là một con counter 2T mà. Thế nên là con nếu như mà con Violet bắn ấy, con 2T mà không được đứng chơi thể công ấy, thì lúc đấy con Toro cũng chẳng sợ lắm. Con Toro nó cũng có một cái chiêu miễn thương để có thể kháng sát thương chuẩn. Nhưng mà thôi, vẫn không thể win được. Vì đầu game FPT Flat bị thua nặng ở cánh Jena này. Khi mà Burdaby với Han dí Jena. Sau đó là Flat đang ở trong thế mà trông có vẻ thua thì họ càng đánh càng loạn. Nghe này, càng đánh càng loạn thật. Đang trong thế thua ấy, càng đánh càng loạn. Rồi,